Em xin chào các bác yêu nan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên tiếp một số loại nan nữa, đang nụ và đang hoa và tất cả là gió thuần. Đấy, nâu lắm thì cặp thằng em tóm nó làm mẫu. Đây giờ em lên từng giò một. Đây là giò kiểu mỡ gà này, mã số 40 này, 200.000 này. Đang mầm đấy nhá, đang nụ này các bác này. Nụ nó còn ra nữa nha các bác nhé. Giò mã số 40, 200k. Kiểu mỡ gà, cánh vàng, họng vàng luôn đấy. Đây là giò mã số 39, Hoàng Thảo Thái Bình, to vật vã luôn. Đấy, cây dài cả mét. Mã số 39, 200. Rồi em ạ. Đây giò Thái Bình này vẫn còn đang nụ. Mã số 38. Dài quá nhỉ. Rồi, dài hơn mét. Mã số 38, 200. Hoàng Thảo Thái Bình. Rồi. Tiếp theo là giò môi tua. Mã số bao nhiêu em? 37. Mã số 37. 150.000, đang hoa và đang nụ thuần hết rồi. Rồi ok. Tiếp tục kiểu mỡ gà này. Mã số 36, 200k. Đây giò này thì đang nụ rất là bé thôi này. Nói gần kiểu nó an toàn. Nói chung bé này là an toàn nhất, nó đây này. Nụ này dài ấy. Rồi. Nói chung bé hay to mình vẫn phải chủ động đóng sao nó an toàn. Đây là giò môi tua mã số mấy? Số 1. Mã số 1. Đây. Hoa mà nụ bé vẫn còn nhiều. Nói chung dòng này chơi hoa rải rác rất là lâu. Mã số 1, 150. Tiếp tục môi tua mã số 2. Cũng 150. Đang hoa đang nụ nha các bác nhé. Nên là không lo, cứ chơi rong dài thoải mái. Giò mã số 4, Hạc Vĩ Bắc này, 200k này. Hạc Vĩ Bắc. Rồi. Mã số 5, Hạc Vĩ Bắc này, treo trên cục gỗ này, trồng trên cục gỗ này. Cũng 200 này. Rồi ok. Kiều vuông mã số 6 này, 200. Rồi. Tiếp tục kiều vuông mã số 7, 200. Rồi. Hạc Vĩ Bắc mã số 8, 200. Ok. Tiếp tục là Hạc Vĩ Bắc mã số 9 này. 200k này. Kỳ rất là nhiều. Tách ra trồng thêm một chậu nữa. Rồi. Đây giò Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc. Ui, nụ thì thôi rồi. Giò này mã số mấy em? Mã số 10, giò này 250 này. Nụ nó thôi rồi, cây tơ nó dài mét, hơn mét. Mã số 10, 250, ok. Tiếp tục là kiều vuông này, mã số 11, 200k. Rồi ok. Giò này nó chỉ dính mấy cái rễ. Mã số 12, Hạc Vĩ Bắc này, 200k. Ok. Kiều vàng mã số 13 này, 200. Dòng này hoa tháng 4.
môi tua mã số 14 này, 150 này. Rồi. Sóc nào mã số 15 200k. Ok. Môi tua mã số 16 150. Hòa sáng bóng luôn. Rồi. Môi tua mã số 17 150. Rồi. Hạc vĩ mã số 18 200k. Rồi, bây giờ hai anh em mình lên cách đây một hàng. Ừ. Đấy, các bác đi theo em nhé, trên này còn một số loại nữa. Mạn bên kia em ơi, bên có phiếu kìa, đi sang. Kiều vàng mã số 19 này, 200k. Rồi, ok. Hạc vĩ mã số 20, 200k. Rồi. Tiếp tục hạc vĩ mã số 21, 200k. Rồi. Kỳ mầm nhiều. Đây, kỳ đây. Gia báo mã số 22, 200k. Rồi. Phi điệp vàng mã số 24, 200k. Đây các bạn này, kỳ nó đây nhé. Và giò này đang nụ, đang báo nụ đây. Đang báo nụ. Rồi. Tiếp tục là gia báo mã số 25, 200k. Rồi, ok rồi em. Gia báo mã số 26, 200k. Tất cả hàng đều thuần hết rồi các anh nhé. Rồi. Đây, tiếp tục phi điệp vàng đấy. Cũng đang nụ. Phi điệp vàng mã số 27, 200k. Giò này là giò Henry hay còn gọi là Hoàng Thảo Tam Đảo này. Đang nụ hết này. Mã số 28, 200k. Ok. Giò Nong Tu Đá mã số 29, 200k. Rồi, ok. Tiếp tục phi điệp vàng mã số 30, 200k. Rồi, ok rồi. Phi điệp vàng mã số 31, 200k. Đẹp long lanh luôn. Đùi gà tròn mã số 32, 200k. Rồi. Đùi gà tròn này hoa vào Tết. Đây ạ, giò Sơn Thủy Tiên mã số 33, 200k. Rồi. Giò đùi gà tròn mã số 34, 200k. Rồi em ơi. Đây là giò Hoàng Thảo Henry. Cũng đang nụ hoa nhé. Mã số 35. Mã số 35, 200k. Rồi. Đấy, hôm nay em lên mấy chục giò như thế thôi.
hẹn các bác một vài hôm em lại tiếp tục lên tiếp để phục vụ các bác. Các bác mua hàng thì các bác gọi điện đến số 0367458555 và giá trên chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Em xin chào các bác.